Tại Đà Nẵng, một băng nhóm thanh niên ngang nhiên xông vào siêu thị đuổi chém một người gây náo loạn, khiến người dân hốt hoảng. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng. Băng nhóm gồm Phạm Đình Kiên, Phạm Hoàng Vũ cùng 18 tuổi, Phan Văn Bảo, Nguyễn Đình Cường, Lê Nguyễn Nhật Huy cùng 17 tuổi, đều ngụ thành phố Đà Nẵng. Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 29 tháng 4, cả nhóm 5 đối tượng này cùng nhiều thanh thiếu niên khác mâu thuẫn với một nhóm khác ở khu vực biển Đà Nẵng. Nhóm Kiên huy động đồng bọn mang theo hung khí kéo nhau từ quận Thanh Khê sang quận Sơn Trà truy tìm đối thủ nhưng không có kết quả. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 4, khi nhóm đi ngang quán nước trước một siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt, thấy nam thanh niên có gương mặt vóc dáng giống với một người trong nhóm đối thủ, liền xông vào chém. Kiên vung dao và chỉ đạo đàn em chém tất cả những người can ngăn, chống đối, khiến những người có mặt tại quán nước và siêu thị kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Nạn nhân chạy trốn vào nhà vệ sinh nhưng vẫn bị nhóm Kiên chém nhiều nhát. Hiện công an quận Sơn Trà tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đồng bọn chém người của nhóm giang.